Ngày hôm nay tôi phải tập sống và đi ra khỏi con người của mình, và tôi sẽ tìm hạnh phúc, và tôi sẽ biết cách ăn mặc làm sao đơn sơ, đừng bao giờ cầu kỳ, không lên lớn tiếng. Lạy Chúa, tôi đi ra ngoài đường tôi thấy nhiều khi mình quên hẳn cái lịch sự. Tôi đi đến một cái phố của người Nhật đó, thì tôi thấy người ta ăn nói nó vừa phải và nó lịch sự. Còn đến phố tàu với phố Việt Nam, lạy Chúa, tôi vô phương cứu chữa. Mà vào trong tiệm cũng vậy, lạy Chúa, tôi đã không những ăn to mà nói gì, nói lớn, mà lại còn cho nhạc gọi là miền vườn lên nữa. Lạy Chúa, tôi một hồi nữa, mà nhất là đi ăn đám cưới, bởi vì tôi không dám đi ăn đám cưới là vậy, tôi sợ cho đến già, đi một lần về tai tôi bị ù cả tuần. Nói vừa phải, đừng lớn gì, lớn tiếng, ôn tồn bảo ban nhau. Lời nói lung lay lòng kẻ khác, nói to quá, cái âm thanh nó to thì đâm ra màng nhĩ nó cũng phải làm sao, nó to, mà làm to quá có ngày nó thủng, nó điếc. Mà nói to quá đến lúc cần nói nhỏ người ta không nghe được. Bởi vậy đừng có bao giờ đi xưng tội mà nói với cha, lạy Chúa tôi, cha ơi, con nói với lão già, con nói lên nói xuống mà lão chả nghe. Hỏi này sao mà thưa cha, con nói cặn kẽ mà tôi nghe thấy nói cặn kẽ như vậy tôi cũng phát khiếp. À, lúc còn trẻ thì có hẹn có hò, lúc còn trẻ thì đi hẹn, mà lúc về già thì gì, thì hò. À, khổ thế. À, ăn nói đơn sơ, ăn nói đừng lớn tiếng, và lịch gì, lịch sự. Tôi không biết ngôn từ của ngày hôm nay làm sao đó. Nhiều khi xin lỗi với anh chị em, ngay cả những bác sĩ này, ngay cả những người và trí thức lên đài radio nói những cái câu nói mà tôi thấy thiếu thành tao. Việt Nam ta có những cái từ để mà nói rất hay, ví dụ như là đại tiện, rồi đến tiểu gì, tiểu tiện, rồi đến gì, trung tiện. Đó, có hiểu trung tiện là gì không? À, không hiểu à. Giữa cái đại và cái tiểu thì có trung. Nói như vậy, nói ít thì hiểu nhiều. Có những cái từ phải nói thành tao, không bao giờ dùng chữ đê bao giờ, phải dùng chữ tiểu tiện. Không ai nói đi đê bao giờ, không bao giờ nói cái chữ đó bao giờ. Không ai nói cái chữ bọng đi bao giờ, phải nói cái bọng ti. À, nói vậy là hiểu rồi. À, không ai nói là ung thư về bao giờ, mà nói ung thư nhú hoa. Có những cái từ như vậy. Thanh tao, thành tao, thanh tao, các cụ ngày xưa dạy như vậy. Thanh tao, à, nó như một cái nụ hoa, nó như một thạch nhũ, nhưng mà cho sức sống của cả một cuộc đời. Thanh tao, khi lời nói thanh tao thì sự suy tư và đầu óc chúng ta cũng nghĩ đến sự thanh gì, thanh tao. Ăn nói tầm thường quá đâm ra suy nghĩ cũng y như thế. Về nhà mà cứ gọi làm sao, mỗi một lúc mà chúng ta cứ bật âm thanh to lên, xong rồi bắt đầu hơi tí không vừa ý, bắt đầu nói tiếng lạ. À, nói xong một hồi không hiểu mình nói cái gì. À, xong rồi còn chửi cả chính mình nữa mà không biết. À, có biết không? À, ông bố chửi con cứ bố mày con ạ. À, đem mình ra chửi thì như mày làm sao? Ăn nói thanh gì, thanh tao, lịch sự, đủ nghe. Nó nói lên cốt cách của một dân tộc, nó nói lên cốt cách của một con người. Và không phê phán ai. Chúng ta có cái bệnh hay phê gì, phê phán. Chúng ta hãy có một đầu óc, có một đầu óc, chúng ta có một đầu óc ứng xử, và chúng ta có một đầu óc phê bình đúng lối, nhưng mà gọi là phê bình trong sự xây dựng. Nhưng không nên nói lời phê và gì, phán. Hai cái đó rất là kẹt và rất tội. Một dòng giống, một đất nước khi nói đến cuộc sống mà con người ta có thể thăng tiến văn minh hơn
hoặc thế hệ con chúng ta nó gần gũi và nó đi vào cái luồng sống của xã hội hơn, là khi chúng ta ăn nói cho nó đàng hoàng đâu ra đó, và không nên có cái sự phê phán người khác. Và vì vậy ngày hôm nay đừng phê phán, và hãy bắt đầu bằng một cái chữ đầu tiên là thank you, cảm ơn. Chúng ta rất hà tiện cái lời này, công nhận không? Công nhận không? Và nếu cảm ơn thường xuyên thì một người đó bắt đầu có một cái ơn là được nhận biết. Tri ân tức là nhận ra tình yêu trong cuộc đời của mình, thưa anh chị em. Đấy là một điều quan trọng. Đừng kỷ luật ai mà hãy kỷ luật chính mình. Tội nghiệp các cha, mà ngay chính bản thân tôi cũng vậy. Mỗi lần ngồi tòa vào, thường là các mợ vô bao giờ cũng vậy. Có hai cái nghề mà người ta không còn đi buôn bao giờ, mà chuyên môn vào trong tòa là đem cái nghề nào đi bán đi buôn. Đó là nghề bán than à. Rồi nghề à, không biết à. À, xong rồi nghề thứ hai nữa là các ông cũng vậy, nhiều khi ngồi nói hết chỗ nọ chỗ kia rồi mới nói đến việc của mình. Đừng phê phán, hãy vào cuộc chính cuộc gì, cuộc sống của mình. Rồi thì khi cái điều kế tiếp là mình phải tập luyện trưởng thành trong đời sống nội tại. Và để được như vậy thì hãy tạo dựng cuộc sống hạnh phúc đời này và đời sau bằng cách mỗi một ngày, ngày hôm nay hãy làm một điều tốt và đừng kể cho ai nghe. Hãy làm một điều tốt và đừng kể cho ai nghe. Thánh Gioan 23 đó, khi mà Ngài làm sứ thần tòa thánh, khâm mạng tòa thánh ở Thổ Nhĩ Kỳ đó, một trong những cái mà Ngài làm là gì? Là Ngài đi tìm những anh em linh mục và những người mà cần sự giúp đỡ riêng, và để cho họ đến gặp tâm sự với Ngài. Và một câu chuyện nữa tôi kể anh chị em nghe. Đức Hồng Y Thuận đó, Ngài lắm con lắm. Bởi vậy có lần Ngài nói với tôi như vậy này: nhiều con quá, đâm ra mình là cụ Abraham. Tôi thành thử ra là con cái nhiều lắm, ai cũng nhận Ngài làm cha hết. Và làm bố thì phải yêu con, đó là điều đương nhiên. Nhưng mà chia sẻ cái yêu thương đó cho đứa con khó lắm. Và để làm một điều tốt cho đứa con đó mà nó không biết, nó không cần biết, lại là một điều khó hơn nữa. Trong những đứa con của Ngài, có những người con mà cuộc sống xa rời cái gọi làm sao đời sống giá trị của tin mừng. Hoặc là có những người con một cách này cách khác, gãy gánh nửa đường, bỏ dở tình yêu, đời sống hôn nhân và ngay cả đời tu cũng vậy. Thế nhưng mà mỗi một lần mà Ngài đi đến một cái thành phố nào và biết con của mình và những đứa con lạc đó đó, thì Ngài luôn luôn tìm cách gọi người nọ người kia, và Ngài gửi một chút tí tiền mua quà rồi Ngài gửi cho những đứa con đó, và nói cho những đứa con đó chỉ có một điều đó: hôm nay cha ở đây. Có vậy thôi. Làm một điều tốt và không bao giờ để cho người khác biết. Và người khác thì không hề biết chuyện của đứa con, và đứa con thì biết chuyện của mình, và khi thấy cái món quà đó hiểu bố đang nói gì. Ngày hôm nay đừng đợi ngày mai, hãy làm một điều tốt cho chính mình và đừng nói điều đó cho ai nghe. Cho nên mỗi một ngày đó, các thím, các mợ chịu khó về nhà làm một cái surprise mà không cần phải nói cho gì, cho lão ấy nghe. Và phần ngược lại, lão đấy cũng vậy, cũng đừng gọi là vất vả, mà cũng đừng ngại ngùng gì diễn tả những cái mà mình có thể làm được cho vợ của mình, mà cũng không cần phải nói nhiều với vợ của mình nữa. Bây giờ hỏi các thím và các mợ ở đây, điều gì mà các mợ thích gọi là cậu ấy làm cho mình được nhất nào? Ngồi cười thôi. Hả? À, massage à? À. Đấy, giờ các cậu ở dưới kia nghe đấy nhá, các mợ đang muốn các cậu về chịu khó làm gì? Massage. Massage xong rồi bắt đầu làm sao? Bảo nay anh làm được bao nhiêu? Cho vào đây. Ngày hôm nay tôi làm ít nhất một điều mà tôi không thích. Lấy một cái khác nữa. Tôi hãy làm một điều mà tôi không thích. Và chính cái không thích đó nó giúp cho tôi hiểu một điều như thế này, là cái bản năng và ý chí của tôi và một con người có thể cho tôi đi vượt ra khỏi chính con người của mình. Không ai trong chúng ta mà sống mãi mãi cho chính mình được. Không ai trong chúng ta chỉ sống chỉ để vơ nhận mà thôi, mà hãy tập sống cho kẻ khác. Và vì vậy cho nên ngày hôm nay tôi hãy tập sống
với những cái điều ít nhất là điều tôi không thích về mình. Thưa anh chị em, tôi vẫn nói với anh chị em lắm lúc có những cái tôi không thích, thì dụ như chân của tôi chẳng hạn như vậy. Tôi nhìn mọi sự thì cũng được lắm, mà tôi cứ nhìn cái bàn chân của tôi bảo không biết Chúa dựng sao mà trông nó lạ lùng như thế này. Thưa anh chị em, buồn cười lắm. Bao nhiêu năm trời, mấy chục năm không sao cả, chỉ mới mấy tháng nay thôi, tự dưng thì tôi có một cái gọi là cái phần sụn nó mọc ra ở cái ngón chân cái mà người ta gọi là cái bân nhân. Và bắt đầu nó đem nó trẹo qua một bên như vậy, cho nên là chân bắt đầu đi thấy thốn và thấy đau. Mà tôi mới bắt đầu nghĩ bụng, tôi nói lạy Chúa con, Chúa dựng con từ thuở đời đời, mà bây giờ đợi gần 60 năm mới dựng lên cái này. Thì ra Chúa lười hơn con nữa. Chúa là đứng hay làm việc bỏ dở. Thế anh chị em, tôi có thánh thiện đâu. Đấy, tôi cũng cảm làm với Chúa đấy chứ. Thế xong rồi tôi cứ ngồi, tôi nó khốn khổ, nó đau thì tôi cứ phải ngồi làm sao? Tôi massage đấy. Thế tôi cũng phải đau mà tôi cứ nhìn nó riết. Thế bắt đầu giờ tôi thương nó anh chị em ạ. Tôi thương nó lắm. Tôi thương cái ngón cái của nó, mà càng thương nó thì lại bắt đầu nghĩa là đổi phanh nó với Chúa, tạ ơn Chúa. Cần 60 năm bây giờ mới nhìn thấy cái ngón của mình, mới để ý nó, mà thương nó. Thưa anh chị em, ngày hôm nay tập làm một cái điều mà trái ý nghịch lòng. Rồi sau cùng, ngày hôm nay tôi sẽ sống tích cực trọn vẹn chứ không tìm giải quyết mọi vấn đề. Ngày hôm nay tôi sẽ sống tích cực với tất cả những gì Chúa ban trong khoảnh khắc của thiên đàng, đừng đợi ngày mai. Và đừng quan niệm là cuộc sống của tôi là phải giải quyết tất cả mọi gì, mọi vấn nạn trong cuộc đời. Tội nghiệp, có những lúc mà tôi nhiều khi tôi thấy anh chị em thương tôi thì tôi cũng quý thật đấy, nhưng mà có những lúc tôi cũng thân mệt. 2-3 giờ sáng tự dưng nhận cái phone, mà không hiểu sao mà ai đem lấy cái phone nhà dòng được, cũng lạ. Thì ra là tinh thật, gọi đến trên trường, xong rồi thì trường nói là sau cái giờ đó đó thì gọi cho security, security họ mới tưởng là việc gì quan trọng, họ gọi cho tôi. Thế tôi gọi lại hỏi sao 2 giờ sáng mà thưa cha, lạy Chúa thì cha làm ơn cha giúp con. Hỏi giúp cái gì? Ông lão con đi chưa về. Ông ấy bảo ông qua nhà bạn, ông ấy đi chơi mà giờ này 1 giờ sáng chưa thấy về, mà con thì không biết lái xe. Thế thì ý của bác làm sao đây? Chẳng nhẽ tôi lấy xe đến rước bác à? Lần hỏi ra mãi mà thế thì ông đi đâu, đi chơi chỗ nào như nào? Thế thì bây giờ tôi mới bắt đầu tôi đoán chừng tôi gọi thì đúng thật. Ông đi đến cái nhà đó chơi thì lại chẳng biết làm sao xỉn. Cho nên là xỉn quá nằm ngủ luôn, quên không có biết giờ để mà về nhà được. Thế anh chị em, ngày hôm nay đừng giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Việc ngày nào có ngày gì, ngày đấy. Con trâu thì có ruồi, có muỗi. Cuộc đời thì có bọ, có giỏi. Tất cả mọi cái đều có vấn đề của một ngày, hôm nay. Nhưng mà đừng tìm cách giải quyết mọi sự bởi vì là nghĩ là Chúa là đấng quản lý tất cả mọi sự theo ý của mình. Nếu những gì chúng ta chưa giải quyết được, mỗi một lần tối đi ngủ, cũng một lần nữa tôi thích Trà Thảo lắm, đó là gì? Ngày hôm nay, dù vui, dù buồn, dù vất vả, dù cực nhọc, miễn có cái nhà, miễn có miếng ăn, miễn có người vợ, miễn có đứa con, miễn có buổi đọc kinh, miễn có một giấc ngủ, thế là được. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước ngay vào phần thưa đáp. Xin tất cả quý vị nào có những câu hỏi liên quan tới giờ hội thảo sáng nay cho cha Vũ Thế Toàn, xin tất cả chúng con có những cái cảm máy nói ở các góc đó, xin quý vị đứng lên để bắt đầu ngay. Kính thưa cha, con có một thắc mắc. Tất cả chúng con ở đây thì ai cũng có gia đình cả, và khi mà bước lên bàn thánh thì đã lãnh nhận bí tích hôn nhân. Nhưng mà trong cuộc sống thì đôi khi cũng có nhiều gia đình đã trải qua những thăng trầm và không có được một tiếng nói chung nữa, thì lúc đó ly dị. Về mặt xã hội thì khi ra tòa ly dị thì xã hội chấp nhận, nhưng về mặt giáo hội thì con cảm từ nhỏ đến lớn thì con được học là khi lãnh bí tích hôn nhân và linh mục có
có nói là sự gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Nhưng mà con mới thời gian gần đây thì con mới được biết thêm, chứ ở Việt Nam thì con không được biết, qua tới đây thì con được biết thêm là sau một khoảng thời gian ly dị khoảng 10 năm hoặc là trên 10 năm thì con nghe, và con không biết luật, là giáo hội đã gỡ cho cái đôi hôn nhân đó, mặc dù là người vợ đó, người chồng đó vẫn còn sống, nhưng mà giáo hội thì vẫn gỡ. Con nghe là ở bên tòa thánh hoặc là ở giáo phận được gỡ cho hai người đó được được quyền tái hôn. Vâng. Cảm ơn anh nhiều lắm, cho anh một tràng pháo tay đi anh chị em. Xin phép anh chị em điều này nhé, chúng ta vẫn còn đang hội thảo, anh chị em có thể được giữ trật tự một tí xíu, chúng ta chỉ còn ít phút thôi, thành thử là chúng ta đừng nên di chuyển nhiều để cho những người khác có thể được được đặt câu hỏi và để giúp cho nhau có cái sự gọi là học hỏi thêm. Thứ nhất, hôn nhân đặt một cái câu hỏi là sau 10 năm thì được gỡ, thì thưa anh chị em, tôi chưa nghe cái điều đó bao giờ cả. Là tôi chỉ nghe có một điều này là ngày hôm nay, nếu con yêu nhau thật sự và nếu hôn nhân thành thì có ai gỡ đâu, nó thuộc về con. Nhưng mà tình yêu nó có cái này anh chị em, tình yêu nó có những cái nố như thế này, và tôi nghĩ là sẽ có những cái buổi mà học hỏi, tôi biết có cha thụ sẽ học về nói về vấn đề hôn nhân, mà tôi chỉ nói điều này, cái khoảng khắc của hiện tại và yêu thương đó nó đòi hỏi cái sự tự do để lựa chọn. Nhưng mà nếu như cái sự lựa chọn đó nó không được tự do để mà tiến tới, vì lý do tâm lý, vì tính do hiểu biết, vì sự giằng co của nội tâm, vì lý do này lý do khác mà không có cái điều kiện để bộc lộ ra trước khi họ đến bảng thánh, thì đấy, cái lương tâm đó nó dằn vặt như vậy, thì ai là người gỡ cho mình và ai là người giúp mình? Cho nên trong nội tâm, trong thâu sẳm, trong cái gọi là sâu thẳm của cuộc đời đó, nó có những cái khoảng khắc đó đó, thì con người ta đến để được gặp gỡ Chúa trong lương tâm và một vị linh mục giúp. Mà cái gì trong lương tâm thì không được đo bằng thước, bằng thời gian. Cho nên 10 năm nó không phải là một con số để mà có thể đo được cái câu trả lời. Nếu tôi thiết tưởng không nhầm thì những cái khoảng khắc đó hoặc là những cái trường hợp đó đó, nếu mà thời gian quá lâu thì giáo hội mời gọi họ đến để tìm hiểu cho thật là rõ xem rằng là cái nội sự nó như thế nào. Và nếu có ai biết làm chứng điều đó thì họ, cái hôn nhân đó có đâu mà thành, thì giáo hội có thể nói điều đó. Nhưng mà ngược lại, nếu hôn nhân đã thành mà cuộc đời đã có những cái gọi là chia ly và đau khổ, thì tôi nhớ lời Đức Thánh Cha Francisco nói điều này: hãy biến giáo hội chúng ta trở thành một nhà thương, để chúng ta có dịp chăm và băng bó những vết thương bị rạn nứt. Điều đó tôi đã nghe và tôi biết giáo hội đang từ từ giúp những rạn nứt và băng bó những vết thương đó. Cho nên tôi không công thức hóa yêu thương, và vì yêu thương của Thiên Chúa không được công thức hóa bằng thời gian, cho nên không thể nào mà đứng đây mà công thức hóa một mối tình, một mối tương quan liên hệ, nếu nó sâu thẳm trong lương tâm, một vấn đề đau khổ khó trình bày. Cho nên đó là câu trả lời của tôi cho anh, được chưa? Thế nhưng mà ngược lại điều này nhé, nói như vậy không có nghĩa là thôi con buông gì, buông xuôi. Bởi vì chúng ta vừa được chia sẻ xong, ngày hôm nay con hãy nhớ điều này, dù gì chăng nữa có Chúa là được, dù gì chăng nữa cuộc sống ngày hôm nay con được dựng nên để sống hạnh phúc và yêu thương. Nhớ điều đó, đừng quên cái điều đó nhé. Trong cái vấn đề mà quan hệ làm ăn thì chúng ta là những người Kitô hữu, sẽ tiếp xúc với những người không cùng tín ngưỡng với chúng ta. Chính bản thân con đã bị một cái trường hợp họ hỏi, nhưng mà rất tiếc là con tu ở Đồng Công nhưng mà Chúa lại không cho con làm linh mục. Năm nay con không được học hai năm thần, hai năm chết, con không trả lời được. Thì người ta hỏi này, anh phải đạo Công giáo không? Bảo đúng, tôi đạo Thiên Chúa giáo. Thì người ta đặt vấn đề này, đạo anh kỳ quá, tỏ chứ đâu có kỳ. Chừng nào anh chị tắm kỳ ra thì mới ra ghét. Đúng không cha? Vâng. Thì hỏi này,
cái hôn nhân của Đạo Ân là không cho ly dị. Lúc ấy cha giảng á, mới quen thì hẹn, thì tất cả những gì đẹp đẽ đều cho. Nhưng mà lấy về rồi đấy, thì bắt đầu là đánh mà muốn chột cả mắt, gãy cả răng, không cho ly dị làm sao cha? Chỉ nhận lời của anh. Thứ nhất, đạo của anh kỳ quá, không cho ly dị. Đúng rồi, tại vì nếu chúng ta quan niệm cuộc sống của chúng ta, hôn nhân đó là một khế ước, tức là một giao kèo khế ước, thì mà khi khế ước thì khi chúng ta giữ điều này thì người kia giữ điều gì? Điều kia. Và nếu hai bên không giữ được những điều chúng ta thỏa thuận thì đương nhiên chúng ta làm sao xé giao gì? Giao kèo. Luật cho phép cái đó. Được không anh chị em? Được lắm chứ, cái điều đó tốt đấy chứ. Mà điều đó là điều mà anh chị em sống trong xã hội thực dụng. Nhưng mà có những cái không thực dụng được, có không cái không thể sống theo cái cách thực dụng đó. Đó là khế ước của yêu thương, là bởi vì thế này. Có ai mà lại nói với vợ mình hay nói với chồng mình khi đến bàn thờ để mà kết ước, giao ước yêu nhau, và bảo em sẽ yêu anh khi mà em cảm thấy có thể yêu được. Có ai đến bàn thờ mà nói như vậy rồi bắt đầu ký đời sống làm hôn nhân mà thấy bằng an không? Hay là người chồng bảo là tôi sẽ yêu mình với tất cả sự cố gắng của tôi cho đến khi tôi cố gắng được mặt nào đến mặt đấy, được không? À, không ai nói cái đó. Nhưng mà biết là mình sẽ cố gắng đến mức nào có gì? Có thể. Nhưng khi chúng ta nói thì có bao giờ chúng ta nói hay chúng ta ước vọng cái có thể không? Hay là chúng ta ước vọng cái gì? Cái tuyệt đối. Yêu nhau là thích cái tuyệt đối hay yêu nhau ở cái có thể? Tuyệt đối chứ, mặc dù mình không kiếm được tuyệt đối, nhưng mình luôn hướng về tuyệt đối, vì đấng yêu thương chúng ta luôn luôn yêu chúng ta một cách tuyệt đối. Nó khác cái khế ước của hôn nhân đời thường chỗ đó. Bởi vậy chúng ta vẫn nói, thời khắc yêu thương của Thiên Chúa là bây giờ và mãi mãi. Trong khi khoảng khắc yêu thương mà có thể thì nó có đầu và có gì? Có đuôi. Không ai nói như vậy. Và sau hết, hôn nhân gắn bó giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa không thể nào nói với chúng ta, ngày hôm nay cha yêu con, nhưng mà ngày mai nếu con không yêu cha nữa, ly dị. Có làm được điều đó không? Không làm được điều đó được. Thành thử ra nó khác anh ha. Hai cái nó khác nhau. Thành thử phải hiểu như vậy, mình phải phân biệt là như vậy. Đó. Yêu nhau là yêu tất cả, gọi là yêu từ cái trên cho đến cái cuối cùng. Yêu từ ánh mắt, yêu từ cái lỗ tai. Chứ không ai yêu khuôn mặt để rồi thì cái bàn chân lại không yêu. Yêu nhau là yêu từ khi mà ngay cả cái tính nhõng nhẽo nhí nhảnh, nhưng mà cũng biết rằng là lắm lúc cũng không vừa, sẽ có lúc lên bão cấp 3, cấp 4. Nhưng mà vẫn đến với nhau. Chứ còn nếu mà yêu có điều kiện và yêu theo cái khế ước thì đã làm những cái khoảng đó. Và ngày hôm nay người ta vẫn làm cái điều đó, trước khi người ta ký hôn nhân thì điều đó người ta làm xã hội được. Nhưng mà Thiên Chúa và đạo thì lại không có cái giới hạn đó. Bởi vì Chúa là tình yêu, và tình yêu thì không giới hạn. Thế còn thì bây giờ anh buôn bán thua lỗ, anh ví cuộc tình, ví cuộc tình nó cũng giống như là một cuộc buôn bán. Thế mà nó thua lỗ quá thì phải làm sao? Thì phải file bankruptcy. Cho nên là bây giờ bị nghĩa là đóng đánh làm sao mà đến tôi thương anh quá. Không biết có bị thật hay không, tôi thấy mắt anh vẫn đẹp cơ mà. Trông mắt tình tứ như thế kia làm sao mà lại bị sưng mắt, rồi lại bị gọi là rễ cả răng. Thế anh chị em đâu có mà khổ tội nghiệp quá như vậy. Thưa anh chị em điều này. Buôn bán có lời có lỗ. Và nếu không lời thì làm sao? Khai đèn rắc lỗ thì phải khai gì? Khai khánh tận, đèn đắp xì đương nhiên. Nhưng mà có cái khổ như vậy này. Khi anh đi buôn đó, thì anh có nhắm là cái ngày mà anh đi buôn, là mục đích của tôi đi buôn là tôi đi buôn để tôi khai bankruptcy không? Thế đấy. Thế buôn thì lời thì gì? Thì được. Mà thua thì gì? Thì chịu. Đó là cuộc đời. Còn nếu mà đi buôn mà lại chỉ nhắm phần thắng và phần lợi không thôi, thì có dám bỏ vốn không? Và nếu không bỏ vốn thì làm sao mà lại cho cái vốn của mình tăng gấp 5, gấp 10 mà có gì? Có lời. Cuộc đời cũng vậy. Yêu thương
không nằm ở cái chỗ là tôi được gì, anh được gì, tôi lỗ hay là anh thua, mà yêu thương là cái chỗ mỗi một ngày khi lời hay khi lỗ, cái vốn của tôi vẫn tiếp tục nâng lên và cái vốn của tôi vẫn tiếp tục cho mỗi ngày cho cuộc sống của mình. Cuộc đời nó không phải là một canh bạc. Tôi vẫn nói điều này. Những người đi đánh bạc đó, đây là một chân lý này. Đi đánh bạc, đi đến đền thánh casino, đi hành hương đền thánh casino, mà đánh thắng mà được tiền, chuyện đó thường xuyên không? À, người ta nói đó là phép lạ. À, còn nếu mà thua, nếu mà huề thì là gì? Là may. Mà thua là gì? Thua là bình thường. Và vì vậy cho nên rằng là cuộc đời thắng thì là một phép gì? Phép lạ. Mà phép lạ thì thường không xảy ra gì? Xảy ra nhiều. Nhưng mà xảy ra một cách siêu gì? Siêu nhiên. Bằng đấy gửi lời cho anh. Thưa cha, làm cách nào để cho người cha và người chồng của mình á, là sống trọn vẹn tới suốt cuộc đời với gia đình và gương mẫu? Tại vì con để ý là với những người thân quen của con có rất là nhiều, đã 30-40 năm sống rất là gương mẫu trong gia đình, nhưng mà đùng một cái á, nghe nói là có bùa hay gì ở bên Việt Nam hoặc là thì tự dưng gia đình tan nát, mà làm cho các con thì bàng hoàng và thất bại, người vợ thì rất là khổ. Mình có thể có cách nào giúp người chồng, hoặc là đó là cho người phụ nữ, còn đối với người cha thì mình có thể có những người cha đây, có cách nào để giúp họ để kiên nhẫn cho tới cùng hả cha? À, cảm ơn chị nhiều lắm, cho mợ một tràng pháo tay đi. À, mợ ơi mợ, Chúa dựng nên các mợ là để đẹp và để gọi làm sao niềm vui và vẻ đẹp của cuộc đời. Đừng bao giờ cảm thấy thua lỗ. À, đừng bao giờ chịu thua với lại gọi là các mợ ở Việt Nam. À. Mình ở đây mình có nhiều cách lắm, mình có nhiều cách lắm. Mà thỉnh thoảng nên nhắc, mình nên nhắc các ông chồng đó những cái câu gọi là nhắc khéo là vậy này. Vợ là cơm nguội của ta, nhưng mà là hải sản của thằng cha láng gì? Láng gì? À, nên nói với lại anh chồng đó thường xuyên như vậy. Hình như là ai cũng thích ăn phở, phải không ạ? Mà ai cũng gọi làm sao chán ăn gì? Ăn cơm. Nhưng mà phở ăn nhiều thì làm sao? Không phải ngán, cholesterol. Hiểu sao thì hiểu nhá. À, thế thì bây giờ nói với anh ấy thì như vậy, thì bây giờ có cách nào? Thưa chị, hồi nãy cũng vậy, tôi cũng vừa nói với tất cả mọi người xong, ngày hôm nay chúng ta sống tích cực, đừng phê phán ai, đừng tìm một cái gọi là lỗi của ai, hãy cho những cái lỗi và những cái khuyết điểm đó trở thành điều tích cực gì? Sống. Hình như có những người nghe mà không hiểu. Có những... Xin mời anh, cho anh một tràng pháo tay anh chị em. Kính chào cha. Kính chào anh. Anh nghe cha giảng ba bà bốn chuyện. Vâng. Thì con thấy ba bà bốn chuyện chả có nào có tội cả. Cái tội nó ở chỗ nào thì để tôi nói lại, để anh xem cứ việc hỏi đi đã. Ừ. Con mới nghĩ là con mới ngồi thầm nghĩ có cái tội thứ, không biết cái câu chuyện thứ năm, không biết có phải là cái tội không. Vâng. Thì con cứ thắc mắc ngọt mãi, thì con xin hỏi là trong Kinh Thánh thì trong bài giảng của Chúa, tất cả các bài thì cái tội nào là tội Chúa không tha? Đó là cái con muốn hỏi. Cái vấn đề thứ hai là theo Kinh Thánh, con đi nhà thờ nghe các cha giảng, các thánh của mình có những thánh phạm rất là nhiều tội rồi cuối cùng trở nên thánh. Thì con thầm nghĩ trong lương tâm của con, nếu như bây giờ con có những cái tư tưởng là con ăn ngay ở lần hiện tại bây giờ, không biết mai mốt con có được làm thánh hay không. Hay là bây giờ con đi ăn chơi đàng điếm phá phách, 5 năm sau con trở lại cầu xin Chúa, lúc đấy còn chết con sẽ được làm thánh. Xin cha dạy con thắc mắc những cái đó, nhiều khi nó còn cứ ẩn nhâm trong tâm hồn của con. Cho anh một tràng pháo tay anh chị em.
Chưa, tôi thấy anh hỏi câu chuyện là tôi thấy thương anh quá. Thưa cha, có tội nào mà Chúa không tha không? Giờ tôi hỏi anh nhé. Anh có gia đình chưa? Có chưa? Đó, thế tôi hỏi anh, có tội nào mà chị chưa tha cho anh? Mình gọi là hay hỏi gì? Hỏi quanh. Tội nào thì Chúa cũng tha hết, chẳng có tội nào mà Chúa không tha. Chỉ có mỗi cái mà mình không tha được chính mình thế này, là cái tội này này, là cái mình không tha được. Mà chẳng phải là tại vì Chúa không tha, mà tại vì Chúa không làm gì được hơn thôi. Đó là tội phạm đến Chúa Thánh Thần ở cái chỗ là không nhận ra quyền năng và tình yêu của Chúa. Cái bài học vừa rồi. Hay nói cái khác là tội đóng gì? Đóng lòng. Cái tội mà đã đóng lòng rồi thì nó trở thành tội thôi, chứ còn không có ai mà kết án mình được nữa. Bởi vì cửa trời đóng thì có Chúa mở, mà cửa lòng đóng thì ai mở cho? Thì có mỗi cái đó thôi. Thưa cha, các thanh phạm đủ mọi giống tội. Ông Thánh Agustino, ông lại là một dân lãng tử chịu chơi. Chúa tôi, biết thằng Thánh Agustino không ạ? Chịu chơi vô cùng. Ông mới gọi làm sao đời đáng sống, cho nên là phải sống cho đáng đời. Ông ấy chiến lắm. Thế phải sao làm gì? Làm thánh. Bởi thế mà trong kinh, trong giáo hội có một cái truyền thống mà có một cái câu nói hay lắm. Đó làm sao mỗi một vị thánh có một quá khứ, mà mỗi một tội nhân có một tương gì? Tương lai. Cho nên là nếu mà anh ăn ngay ở lành, thế thì anh được làm thánh ngay tại chỗ rồi. Ăn ngay ở lành. Ở lành thì làm thánh, còn ăn ngay thì tôi không biết có được làm thánh hay không. Về nhà. Ăn ngay. Cơm đâu? Thế thì anh mà ăn ngay ở lành thì 50% anh được làm thánh. Còn 50% nữa anh phải work. Được chưa? Tôi nói vậy ai có tai thấy nghe. Rồi. Thế thì là cái thứ ba. Thưa cha, thế thì bây giờ nếu mà như vậy con thấy con thiệt thòi quá, thế thì bây giờ con cứ đi phạm tội cho đã, để nhớ rồi đời sau mà nó không có thì mình cũng được đời này chứ. Nhưng mà mình ăn chơi cho đã thì không biết là đời sau nó có, mình nhớ nó có mà mình lại không có gọi là chuẩn bị kịp, thế thì hỏng to. Nhưng mà nhớ điều này này, Thiên Chúa là đấng hay quên, mà Thiên Chúa là đấng hảo ngọt vô cùng. Chúa Giêsu là đấng hảo ngọt vô cùng, lạy Chúa thôi. Nó nói có một câu, nó nịnh bợ cho một phát, thế là thôi, cho nó vào thiên đàng trước khi cho mẹ mình vào ấy. Thằng kẻ trộm, nó ăn trộm cả cuộc đời nó, đến giờ phút cho nó ăn trộm cả nước trời. Nó nói ngọt có mỗi câu, nghe tỉ tê sướng quá. Hôm nay, ngươi sẽ vào nước trời với ta, quên cả mẹ mình. Anh này thích chí quá. Xin ra gặp cha. Sẽ có tòa giải. Xin anh. Thưa cha, con có hai câu hỏi. Vâng. Câu hỏi thứ nhất, như cha vừa nói là Chúa Giêsu sinh ra trong một cái gia thế bất toàn. Vâng. Tức là anh em đánh với nhau từ trong bụng mẹ, và cái bà nội tổ thì nó xin lỗi là không có đàng hoàng. Dạ vâng. Thì Chúa đã như vậy, loài người mình đâu có cái gì toàn hảo đâu. Thế mà tại sao, con xin hỏi, tại sao là cho tới giờ phút này, ở trong những cộng đoàn dân Chúa của mình á, khi mà chọn một người nào đó ra làm việc là đắn đo cân nhắc xem cái gốc tích của họ, cái quá khứ của họ, rồi họ có đạo đức hay không? Có phải là những người đạo đức có thể làm việc, còn những người không đạo đức không làm việc được hay sao? Cái mục đích của chúng ta là phục vụ, làm thế nào để có hiệu quả phục vụ? Con nghĩ là đây là một cái điều hơi bất công. Đó là một. Cái thứ hai, như con biết, cũng như tất cả mọi người đều biết, là Chúa sinh ra một người nào, Chúa đã tiền định cho người đó một cái số phận, một cái định mệnh. Thưa cha, có phải đúng như vậy không ạ? Dạ vâng. Cho anh một tràng pháo tay anh chị em.
Chúa mà sinh ra một gia đình mà không đàng hoàng như vậy, anh hỏi xong chưa? Chưa. Mới hai câu rồi. Chưa, mới có một câu thôi. Câu đầu là câu hỏi, còn câu thứ hai con chưa hỏi. Câu thứ hai con hỏi là như vậy, khi Chúa đã tạo ra ông Giuđa và Chúa biết rõ ràng sau này ông Giuđa sẽ bán Chúa, Chúa biết rõ điều đó, và Chúa đã đặt cho ông Giuđa một cái định mệnh là sau này sẽ bán Chúa. Nếu không có ông Giuđa bán Chúa thì sẽ không có hoàn thành cái công nghiệp cứu chuộc của Chúa. Thì như vậy ông Giuđa có cái choice nào khác không? Có cái chọn lựa nào không? Nếu ông Giuđa mà ông không bán Chúa thì ai sẽ bán Chúa thế cho ông? Tôi với anh đi. Cảm ơn anh. Thì câu hỏi là tôi hiểu câu hỏi của anh rồi, anh không phải hỏi thêm nữa. Rồi. Anh bỏ xuôi ngồi, tôi xin phép anh nhá, tôi hiểu ý của anh nha. Câu hỏi của anh mang tính chất gọi là Thiên Chúa tiền định. Rồi thứ hai, trong cái tiền định của Thiên Chúa nó có vẻ mâu thuẫn. Một đàng thì Chúa nhấn mạnh đến là Chúa đến với gia đình bất toàn, một đàng khác thì Chúa lại đòi hỏi một cái sự đòi hỏi quá đáng, là bởi vì ngay cả Giuđa kia kìa, xem ra có vẻ là Chúa đòi hỏi, mà chính Chúa lại còn tiền định cho ông ấy là phải sự khốn như vậy. Đấy là mình nghĩ vậy thôi chứ đâu phải vậy, phải không anh chị em? Thì tôi xin nói nha. Thứ nhất, thưa cha, thế tại sao bây giờ Chúa sinh ra trong một gia đình mà không hoàn hảo như vậy, tại sao trong cộng đoàn bây giờ chọn người thì phải chọn những người gọi làm sao đúng tiêu chuẩn và hoàn toàn mới ra đứng là phục vụ cho mọi người, còn như chúng con không hoàn toàn chẳng ai chấm chúng con đấy cả. Vậy là tốt, là bởi vì sao? Kiểu ông hoàn toàn ông ấy ra, và đa số chúng mình là không hoàn toàn thì ông ấy ra, ông đứng đấy mình tha hồ chửi ông ấy. Và càng chửi thì lại càng nhìn thấy tội của mình, và thấy tội của mình thì phải gì? Phải sửa. Thành thử ra Chúa có ý cả. Thành thử ra thôi thế thì nhớ cái đó nhá. Tôi nói nó có vẻ tếu tếu như vậy, nhưng mà anh chị em thử nghĩ lại, sự thanh thiện nó không phải là cái chỗ là con người ta đưa ra một tiêu chuẩn rồi chúng ta chọn lựa xong cái là thôi, chấm dứt, không còn có cái sự gì cố gắng nữa. Thánh thiện nó nằm luôn tại một chỗ, đóng ấn cái rụm cái là thôi, được cái màu vinh quang thánh thiện, được cái màu đạo đức, được cái tiêu chuẩn tốt, không phải, không có phải cố gắng nữa, có phải vậy không? Thánh thiện là một tiến trình cả cuộc gì cuộc đời cơ mà. Ngày hôm nay thánh thiện, ngày mai thì làm sao? À, ngày mai biết đâu vấp ngã làm sao? Cho nên là chọn thì cứ việc chọn, tiêu chuẩn thì cứ việc đạt, nhưng mà hiểu là con người bất gì bất toàn, và khi người ta ngã thì mình mới thấy cái ngã của ai? Của mình. Chúa có ý cả nhá. Đấy, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Chúa có tiền định cho ông Giuđa không? Nếu mà Chúa tiền định cho ông Giuđa thì bất công quá, mà không có ông ấy thì ai bán Chúa đây? À, anh chị em đọc Kinh Thánh từ trước đến giờ đọc là chỉ có nhìn có một chiều thôi, không hiểu cái hiện trạng lịch sử thời Chúa Giêsu. Thì tôi không bao giờ nói ở đấy, ở đây tôi chỉ nói cái này: ông Giuđa có sự lựa và gì? Và chọn. Chúa không bao giờ mà tiền định cả. Có một cái Chúa tiền định thôi, mà trong Kinh Thánh nói rõ lắm, là cái chương thứ nhất của sách Sáng Thế Ký. Đó là mỗi một lần Chúa dựng xong cái điều gì, Chúa nói cái gì anh chị em? Thật là tốt gì? Tốt đẹp. Everything is so good. Dựng xong cả nam lẫn nữ, mà biết là dựng nam với nữ rồi, nó ở với nhau là có chuyện ấy. Everything is good. Truyền giống đâu mà truyền giáo. Hôm qua có người hỏi thì sao cha Tuấn, con thấy cha trông thấy cha hạt giống tốt quá, thì cha xin kể kinh nghiệm. Tôi bảo đâu cần phải kể nữa, chỉ cần nói một điều thôi, ông bà cố là giống tốt. Everything is good. Nếu mà chỉ có một cái tiền định là tiền định cho chúng ta được sự tốt lành và hoàn hảo, yêu như Chúa đã gì? Đã yêu, đang yêu và sẽ gì? Sẽ yêu, có vậy thôi. Để rồi thánh Augustine nói một câu này này này: lạy Chúa, Chúa đã dựng con nên cho Chúa, Chúa ơi, và tim của con sẽ không ngừng ngập thao thức cho đến khi nó được nghỉ yên trong lòng của gì? Của Chúa. Và nếu mà Chúa có quả tim á, thì tim của Chúa nó ở trong cõi đời đời. Mà nếu mà nhảy vào trong cõi đời đời mà đập trong tình yêu của Chúa, thì đấy là cái tiền định mà Chúa ảo ước. Thế nhưng mà Chúa cho Giuđa được lựa và gì? Và chọn. Trong cái câu chuyện mà thương khó, anh chị em đọc lại Kinh Thánh sẽ thấy điều này. Chúa đã nói với Giuđa điều gì? Phần ngươi, ngươi định làm gì? Ngươi hãy làm cho gì? Cho xong. Chúa có bảo là hãy đi làm, bởi vì ngươi đã được định phải gì? Phải làm đâu. Đọc lại xem.
Thử lại nhớ nhé. Rồi, xin mời anh. Vâng. Giờ kính thưa cha, con xin vào thẳng vấn đề. Dạ vâng, vô luôn. Cha thì có 3 bà 4 chuyện, con chỉ có 1 bà 1 chuyện. Vậy là phúc cho anh. Kính thưa cha, có một câu chuyện hai người yêu nhau và nắm tay nhau đưa đến hôn nhân và đi vào trình với cha để xây dựng cuộc sống gia đình. Cho đến khi người cha mẹ một bên lúc đó không biết được là chàng này ra sao, nhưng cô ta chấp nhận. Đến khi sau này mẹ vợ của anh ấy biết được anh ấy thì lại không chấp nhận. Bởi vì một cái khía cạnh rất là nhỏ, nhưng vì không sự không đồng ý bé thì sẽ ra to, cho nên không chấp nhận. Cho nên cái mối tình của hai người đó bị rạn nứt và đến đường chia tay. Nhưng vì sự kính sợ Chúa, cũng như sáng cha đã giảng, sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Người thanh niên ấy chấp nhận. Tuy nhiên tình cảm không được mặn mà gì cho mấy, nhưng anh ta vẫn chấp nhận. Vì vậy mà người mẹ vẫn không chấp nhận. Cô kia không đồng ý vì cô ta thương mẹ, lên nghe theo mẹ, cho nên cuộc tình chia tay. Ơi, con xin hết. Cảm ơn anh nhiều lắm, cho anh một tràng pháo tay. Vâng. À, trên lầu nữa đấy, thành thử nãy giờ cứ quên mãi. Ok. Rồi. Bây giờ chỉ vì chuyện bé nó xé ra to. Đó. Bé mà nó xé ra gì? Nó to. Mà đã ra to thì có cho nó lại bé lại được không? Xé tiếp thì nó ra bé lại thôi. Cho nên nếu cứ chúng ta cứ đi vào quá khứ mà cứ xé mãi ra thì nó sẽ gì? Mất luôn. Thôi thì nếu như cô ta, mình yêu cô ta và cô ta cũng yêu mình, nhưng mà vì cái vướng trở, vì người mẹ đấy mà không nên không thành. Thế gian này tình yêu nó lạ vậy đấy anh chị em ạ. Có cả 100.000 người con gái thì không có đi gọi là yêu, mà chỉ yêu có cái người đó thôi. Cái tình yêu nó lạ vậy đấy. Và bây giờ nếu như cái tình yêu đó nó không thuộc về mình và nó đang thuộc về một cái sự khác, là cái gia đình nó nặng hơn, và cái sự tự do mà cái cô đó không có để mà quyết định, mà bây giờ mình cứ ao ước để cô ấy quyết định cho mình, thì mình tự do, nhưng mà cô ấy có tự do không? Một đàng thì chọn mẹ, một đàng thì chọn người gì? Người yêu. Sâu xé như vậy tự do đâu có đâu. Thì nếu mà cô ta có tiến đến tình yêu của mình chăng nữa, thì trong nội tại của tình yêu đấy nó không tự do, thì vì vậy nó không có thể là gì? Là thành. Mà đến hôn nhân cái điều đó biết đâu sau này sẽ bị đổ gì? Đổ vỡ. Và giáo hội trong trường hợp đấy, giáo hội nói những trường hợp đó nó có thành đâu. Có đâu mà thành. Vì mất sự tự gì? Tự do. Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở. Tôi mong anh giữ cái đẹp đấy bằng cách dở dang. Con xin hỏi cha một câu như thế này. Con chỉ muốn biết là cái tội đó ai là người lãnh trách nhiệm? Vâng. Kết thúc. Dạ vâng. Tội là gì? Tội là sự lựa chọn mà vắng bóng Thiên gì? Thiên Chúa. Thiên Chúa là sự sống. Vắng bóng Thiên Chúa thì là sự gì? Sự chết. Án của tội đưa đến sự gì? Sự chết. Thiên Chúa là hạnh phúc, vắng bóng hạnh phúc thì đưa đến đau gì? Đau khổ. Thiên Chúa là tình yêu, vắng bóng tình yêu thì đưa đến gì? À, thù hận. Thế thì tội là hậu quả của sự lựa chọn vắng bóng Thiên gì? Thiên Chúa. Thế thì còn làm sao biết đó là vắng bóng Thiên Chúa? Làm sao biết lựa chọn chỗ nào mà nó vắng bóng Thiên Chúa? Thì nhớ lại tội. Tội là tờ ô tô y tôi nặng tội. Hôm nào chọn lựa mà cái gì cũng cứ tôi. Hôm nay tôi một tí, mai tôi một tí. Thì cứ mỗi một lần thế là mình nặng thêm cái gì? Cái tôi thì nó là ta cái gì? Cái tội. Có thế nào? Phải trách nhiệm với ai? Thì ai chọn mà tôi nhiều quá thì kẻ đấy sinh ra gì? Là tội. Hiểu sao thì hiểu, có tai hãy nghe. Thế nào?
Xin mời. Tí nữa trên đây. Con trên lầu. Trên lầu có mặt rồi đây. Dạ vâng, xin anh. Xin vào đề liền. Có một trường hợp của một gia đình sau 27-28 năm có 4 người con và người chồng ly dị vợ mình. Sau đó thì xin tòa giám mục để hủy bỏ hôn thú và đã được giấy của tòa giám mục cho phép như vậy. Là những người bà con và bạn bè của gia đình đó nhìn trong hoàn cảnh của gia đình, người vợ không hề phạm những lỗi lầm thực sự trầm trọng để đi đến chuyện phải phá hủy cái hôn nhân đó. Nên những người ở trong gia đình hầu hết là không đồng ý với quyết định của ông chồng. Bây giờ người chồng đi lấy vợ khác và gửi thiệp mời tới những bạn bè và bà con thân thuộc. Thì chúng con nghĩ rằng nếu như mình đi dự thì một cách gián tiếp mình đã coi như cái hành động đó là nên khích lệ. Nhưng nếu tụi con không đi thì anh đó nói rằng chúng tôi đã được giáo luật, giáo quyền tha tội và không còn cái ràng buộc về hôn nhân nữa, thì tại sao lại không đi dự với chúng tôi? Thì trong cái băn khoăn đó, xin cha cho một lời khuyên. Cảm ơn anh nhiều lắm, cho anh một tràng pháo tay anh chị em. Tôi xin xác định lại nhé. Luật hôn nhân là luật của Thiên Chúa, không phải là luật của giáo hội. Tôi nhắc lại, sự gì Thiên Chúa đã liên kết con người không được phân phần đi. Ai làm phép hôn phối? Ai làm phép hôn phối? Khi mà hai anh chị đến trước mặt giáo hội và đứng trước bàn thờ, thề hứa ăn ở với nhau, thì phép hôn phối đó thành hay không là do lời tuyên hứa và sự tự do và thành thật của hai gì? Vợ chồng. Giáo hội, vị linh mục, bởi vậy cái từ tiếng Anh gọi là officiate, là người đứng cử hành hôn lễ, cử hành. Còn hôn phối hôn nhân là do hai gì? Hai người. Bí tích thành là do hai người. Thế thì luật bí tích hôn nhân, bí tích hôn phối là luật của Chúa chứ không phải luật của giáo hội. Cho nên là Đức Giáo Hoàng cũng không có cái quyền mà gọi làm sao phá hủy cái luật đó nếu nó đã gì? Đã thành. Tôi nói lại nhé. Tôi không có nói gì gọi là trái luật đâu, mà tôi không có nói gì gọi là rối đạo đâu. Luật hôn phối là luật của Thiên Chúa, không phải là của người đâu mà mày. Tôi phải của người đâu mà mình bỏ được. Thế thì khi giáo hội tuyên bố cái hôn nhân đó được gỡ, chúng ta dùng cái từ gọi là tiêu hôn. Xin anh chị em dùng đứng chỗ dùm. Đừng có bảo giáo hội cho phép được gọi ly dị. Có nhiều người nói câu tôi nghe ngứa tai vô cùng. Hay là giáo hội cho phép gọi làm sao bỏ cái hôn nhân đó, nghe không có thuận tai mà không đúng bao giờ. Giáo hội có cái quyền đó đâu. Tiêu hôn, mà cái chữ đó cũng chưa có gọi là tích cực. Nói một cách khác, khi giáo hội bắt đầu truy xét từng ly từng tí một, khi mà một người xin cái án tiêu hôn thì hai người đó phải tham dự trong cái vụ án đó chứ không phải chỉ có một. Nó như là một vụ án ở thường ở ngoài vậy. Một người đưa đơn và có nhân chứng và tất cả mọi dữ kiện, thì cái người mà bị đem đơn ra cũng được gửi cái đơn đó để xem xét những cái điều kia người ta nói có đúng hay không, và có quyền hồi tố lại. Cho nên là giáo hội xét rất kỹ, chúng ta đứng ở ngoài chúng ta không hiểu. Chúng ta không hiểu được những nội trạng, hay là nhiều khi chính người đó cũng không hiểu gì cả. Có thể là cả hai. Thế thì tôi xin nói lại, khi mà tiến tới hôn nhân, giáo hội nhìn ở trong cái cặp vợ chồng đó, họ đới đúng, họ thưa, yes, em có bằng lòng nhận anh này làm chồng, khi vui và khi buồn, khi ốm đau bệnh tật và khi khỏe mạnh hay không? Có. Thế nhưng mà nếu như mất sự tự do, mà tự do nó có nhiều mặt lắm chứ không phải chỉ là tự do ăn nói. Tự do đây là tự do trong ý nghĩ, tự do trong cái gọi là sự thúc đẩy, tự do trong ao ước, tự do trong hành động. Cho nên là đứng trước mặt mọi người mà tuyên bố hôn nhân đó là tự do tuyên bố thôi. Còn cái tự do trong ao ước
và tự do trong ý chí, tự do trong cái động cơ thúc đẩy. Nếu những cái điểm đó mà không có thì tự bản chất cái hôn nhân đấy có đâu mà gì mà thành. Cho nên khi giáo hội tiêu hôn là giáo hội tuyên bố cái hôn nhân đấy nó không gì, không có, chứ không có chuyện cho ly dị. Hôm nay là phải nghe cho kỹ, đừng có hiểu lầm như vậy. Thế thì bây giờ gia đình chúng con xét thấy rằng là anh đó, anh ấy đưa ra cái điều đó, chúng con biết như vậy, nhưng mà thật sự nó không phải vậy. Đây mình đang nói đến hành gì, hành vi, mà mình chưa đến nói đến cái động cơ trong lương gì, lương tâm. Mà động cơ trong lương tâm thì người trong cuộc và kẻ đối diện và đứng để mà trình bày với giáo hội, người đó mới có, mới biết. Mình đứng ở ngoài mình biết đâu mà mình xía chuyện vào. Đấy. Thế thì bây giờ trong trường hợp đó có được nên đi để mà dự không? Anh có sự lựa và gì? Và chọn. Thì tôi khuyên như thế này, nếu tôi ở trong địa vị anh tôi sẽ làm này. Tôi có thể tôi đi và tôi có thể tôi không đi, điều đó cả hai điều đều chấp nhận được. Nhưng xin lấy chữ đức ái làm đầu. Nếu anh đi và người khác dị nghị anh, thì anh biết cái giá trả của sự dị nghị đó và hiểu là cái tình bạn đó nó thắng vượt cái dị nghị kia, anh đi được tốt. Và nếu trong lòng anh cảm thấy trong lương tâm anh không cho thấy đấy là một điều đáng khuyến khích, mặc dù có thể là có một sự gì công chính trong đó mà ta không hiểu, thì anh có quyền ở nhà và không đi thì cũng không ai trách. Nhưng chúng ta không đi bằng người thì chúng ta đi bằng gì? Bằng lòng, không phải bằng tiền. Giờ tôi hiểu ra rồi. Thế thì xin anh có thể gửi một cánh gì? Cánh thiệp với lời lẽ rất là chân thành cho người ta. Được không anh? Ok. Anh chị em thấy câu trả lời như vậy được không? Ở dưới đây cũng có 3-4 người mà trên kia cũng xin. Bây giờ chúng ta cho dưới đây hay là cho trên kia? Cho trên kia. Xin lỗi cho tôi phép ạ. Dạ. Thưa cha, cái trường hợp của ông mới hỏi thì bây giờ như thế này. Khi mà hai người vợ chồng có sự lùng củng, người chồng vô cha xứ thì cha xứ nói một câu anh chẳng ly dị thì tòa nó cũng cho nó ly dị. Phải không? Vì vậy người chồng đi vào cái thế kẹt, ok ly dị, đi sang Mỹ ở. Bây giờ người chồng sang Mỹ có một người bồ mới, không cần làm hôn thú, người đó có được phép dự mình thánh chúa hay không? Hết. Cho anh một tràng pháo tay. Chúng ta thấy không, đây là có nhiều cái feeling lắm nào ạ. Nhiều cái gì, mình cảm thấy rất là nhiều cái, nhiều cái sự cảm nhận ở trong con người mình lắm. Hả? Tôi cảm thấy cái điều này. Nhưng mà còn có lý gì, lý trí nữa. Tôi không thể nào xét đoán cái điều đó cho anh được. Trong lương tâm nếu anh gặp trong cái giây phút mà yên ắng lên, tôi có thể giúp anh được. Nhưng mà tôi nói điều này, tôi nói điều này. Thưa cha, nếu mà trong trường hợp đó không ly dị thì tòa nó cũng cho ly dị, thì cứ thử đi theo tòa ly dị xem mày biết. Bởi vì ly dị theo tòa thì cứ việc làm, nhưng mà tòa nó cũng có những cái vấn đề ràng gì, ràng buộc của nó. Ly dị tòa đời được không? Được. Và nếu có tự do lựa và chọn con đường đó thì cũng có tự do chấp nhận hậu gì, hậu quả của việc đó. Còn mình là người phối ngẫu, và nếu mình cho cái đó là không phải là cái hướng đi của mình thì mình có tội gì đâu. Mình còn có phúc nữa. Bởi vì nếu anh ấy khăng khăng đi con đường đó thì anh ấy tạo thêm cái tội của mình thôi. Còn mình cứ ăn ở vui vẻ và mình cứ tiếp tục đi gì, xứng tội rước gì, rước lễ. Mình có phúc đâu có sao đâu. Miễn là đừng có đi gọi là liến phiến như anh. Được không anh chị em? Rồi nhá. Xin anh. Hello. Alo. Con xin vô đề liền. Tại vì câu hỏi này có tính cách cũng cộng đồng lắm. Câu hỏi của con rất là ngắn gọn. Thưa cha, thứ nhất, ngừa thai có tội không? Ok, không sao, không sao. Để chua đi từ từ. Chưa gì đã đòi ném đá nghe rồi. Ok, rồi. Có phương pháp ngừa thai nào không có tội? Rồi. Rồi. Và nếu ngừa thai có tội, thì những người có tội đó làm sao có thể được giải tội? Vâng. Có 3 câu hỏi vậy, xin vâng. Cho con trả lời. Vâng, cảm ơn anh. Con dốc lòng chừa cải và nhớ ơn Chúa thì con lánh xa gì dịp tội.
cùng làm việc đền tội và tìm việc mà phạm gì? Phạm tội cho sướng. Amen. Chúa bảo là tội nhiều được tha nhiều mà, cho nên ra kia phạm tội tiếp. Ok, rồi, trả lời từng bước một nhé. Không có chuyện ngừa thai, thì chữ đó là dùng sai. Thai là món quà của sự gì? Sự sống. Mà sự sống thì là món quà của mình hay của Chúa? Chúa là Chúa tể của sự sống, có ai làm được sự sống đâu. Tôi chưa thấy ai làm sự sống cả. Có công tác và sự hiểu biết con người để sự sống xuất hiện thì có, nhưng mà vẫn cần phải một sự sống khác. Nếu không làm được sự sống thì chúng ta không có quyền cất sự sống. Cho nên chính vì như vậy đâu có cái chuyện gọi làm sao ngừa không cho sự sống nó ra. Dùng chữ sai. Bởi vì mình đi cái chỗ này nó xì chỗ khác. Giống ông Judas. Nhớ không? Gặp ngay bà Tama, nhớ không? Các ông được cái ơn đấy. Ơn vô ngộ ấy. Vô là không mà ngộ là biết, không biết. Cái từ của nó là gì? Sự sống không phải của mình, cho nên là một món quà của Chúa. Cho nên hai vợ chồng đến với nhau là mở lòng cho tình yêu. Và tình yêu thì có xuất hiện sự gì? Sự sống. Đó là lẽ đương nhiên. Lẽ đương nhiên của cuộc đời. Nếu đi nhạc, đi đạc, đi. Mình đi ngược cái lẽ đương nhiên đấy thì là mình đi vào cái hành tinh khác. Mình không còn là người mà mình là gì? Là ngợm. Không là con rồng cháu tiên mà là con giun cháu dế. Thế thì cái từ của nó là kế hoạch hóa gia đình. Không có phải kế hoạch hóa gia đình theo cái ngôn từ của gì? Của ở ngoài đây người ta dùng là vô đây tôi sẽ kế hoạch hóa nó cho. Tôi sẽ đặt ra kế hoạch để tôi hóa. Bằng cách gọi làm sao? Diệt và ngừa. Dứt. Thế thì nó cũng xem thôi. Kế hoạch, đặt ra một kế hoạch. Tình yêu là một lựa chọn. Và tình yêu là một tiến trình. Và tình yêu là đi vào cuộc đời của nhau. Và đời nó không có chỉ bắt đầu ở điểm A rồi thì nó chấm dứt ở điểm A, nhưng mà nó đến điểm Z là đời đời và vĩnh hằng. Thế thì nếu cuộc đời nó là một tiến trình thì cuộc đời cần phải có một sự lựa chọn khôn ngoan và kế hoạch cho đúng đắn hơn. Và như vậy thì hai vợ chồng ăn ở với nhau trong những phương pháp mà giáo hội giúp cho chúng ta hiểu. Chúng ta cứ bảo giáo hội cấm, không có cấm. Giáo hội bảo nên. Cái từ mà ta gọi cấm thật sự là chữ nên. Bởi vì từ trước ta bảo giáo hội cấm không cho ngừa thai. Đúng rồi, sự sống của mình đâu mà. Cấm là phải rồi. Bởi vì là nếu mà cho người ta gọi là sự sống cứ đem ra mà mình cấm với mình ngừa, mình giết. Thế thì thôi, cứ đi giết đại thì. Giáo hội nào mà giáo hội cho mình đi giết người. Thế thì thử ra không có cái chuyện cấm mà gọi là chuyện gì? Nên. Vì tình yêu là nên có kế gì? Kế hoạch. Và có kế hoạch đó thì tôi xin nói là một con người với nhau thì xin anh bình tĩnh nhá. Và kiên nhẫn nhá. Kế hoạch là cái chỗ này này. Là không phải à? Ê, tối nay 4 giờ. 4:15. 4:30 dứt. 5 giờ ngủ. 6 giờ dậy tỉnh bơ. Không phải vậy. Cho nên là kế hoạch là đối gì? Đối thoại. Và có những phương pháp tự gì? Tự nhiên. Thế thì bây giờ này này, những cái đó là tế nhị lắm và là một tiến trình trong lương tâm đi từng bước một nhé. Cho nên đừng có hỏi tôi là thưa cha, thế thì giáo hội có cho phép không? Con không hỏi cha là cho phép hay không, con hỏi cha là như vậy nè. Ví dụ như là nếu như cha nói là lừa thai hoặc là kế hoạch hóa gia đình á thì không được, là anh đã phạm tội. Không được có nghĩa là người đó đã phạm tội. Và khi người đó đã phạm tội rồi á thì làm sao người ta được đi giải tội? Bây giờ tôi nói anh ví nghe, ví dụ như đặt trường hợp người ta đặt vòng hoặc là người đàn ông đi cắt ống dẫn tiên. Tôi hiểu hết mọi sự, anh không phải nói thêm, tôi là thầy cả mà. Ý con muốn hỏi là bây giờ như vậy thì làm sao con phải đi vô tòa giải tội? Bởi vì con phải từ tôi nói đã nói hết đâu. Ok rồi, thì tôi nói lại nhé, xin nói lại.
Nói lại, tội là tôi, nặng tôi. Cho nên tôi cứ tiếp tục chọn, tình yêu là cái chỗ đối thoại. Chứ đâu phải là 5 giờ, tôi nghe. 5 giờ 15, tôi. 5 giờ rưỡi, tôi. Thế thì bây giờ, những cái việc phạm đó, chúng ta lựa và gì, chọn. Thế thì có những cái lựa, chúng ta tưởng lựa tốt, nhưng mà hóa là chọn gì, chọn nhầm, có không? Có, xảy ra thì là chuyện gì, chuyện thương, con người mà. Thế thì Chúa có tha những cái đó không? Tha. Thế thì xin đến để gặp một vị linh mục, xin gặp Chúa trong tòa cáo gì? Cáo giải, để xin Chúa nhận ơn giao gì? Giao hòa. Và mỗi một trường hợp là mỗi một nỗ lương tâm khác nhau, vì con người là một nhân vị cá biệt mà Thiên Chúa gửi và tặng trong cuộc đời. Cho nên không có dùng cái luật này mà viết ra một phát là làm ý như vậy. Bởi vì tội mà anh chị em nghĩ là tội là gì? Phạm luật đó. Đó là một cái nhìn sai và mình thấy là cổ rồi. Nhưng mà tội là một người ý thức cách lựa chọn một cách có trách nhiệm hơn. Được chưa? Rồi. Cảm ơn chị. Vâng. Chị nhất định muốn hỏi phải không ạ? Ok, mời chị đứng lên. Ra đây, lên mời chị. Anh chờ nhé. Cảm ơn cha. À, con xin hỏi cha, có những người họ nói với con rằng thì là da mặt mà xấu ấy, thì người có, không có gia đình cũng như người có gia đình thì uống thuốc ngừa thai da mặt nó sẽ đẹp. Đó, được chưa? Nếu mà những người mà chưa có gia đình uống thuốc ngừa thai có tội không? Còn những người mà có gia đình rồi thì con nghĩ uống thuốc ngừa thai có tội là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì giống như bà vừa nói là vấn đề đó, thì con có một đứa con dâu không có đạo và một đứa con rể không có đạo. Thì khi mà con đi ở bên đó, con qua đây ấy, thì cháu không có đạo thì con rất là hợp thức hóa rồi. Còn cái đứa con dâu ấy, thì khi bắt đầu mà về với gia đình con á, thì cháu nó gọi là người lương nhé. Dạ không. Gọi là người lương, xin đừng gọi là người không có đạo. Sorry cha. Thì cháu nó đạo tin lành cha, con quên. Vậy thì là người có đạo. Có đạo, vâng. Thì con có bảo với cháu rằng thì nó về nó mới khóc với con là nó có bầu với thằng con của con. Thì con biết là cái con này nó không có đàng hoàng lắm, thì con có nhục mạ nó thật. Nhưng mà khi mà nó nói nếu bác không nhận con thì con sẽ phá thai. Con nói thật với Chúa, với cha, với Chúa, từ lúc bây giờ là cái người con nó mềm ra. Và con sẽ bảo với nó là con sẽ ở trong nhà này tôi nuôi, và khi nào đẻ thì con sẽ bảo lãnh nuôi con và lấy cho con của con thì lấy, còn không lấy thì con có thể đi lấy chồng khác. Mà với điều kiện là con của con thì nó bị bệnh nan y, có thể là không chữa được, đại khái như vậy. Thì con nghĩ rằng một người bệnh mà lấy một người con gái đẹp, dù nét nó xấu nhưng nó đẹp và nó trẻ, mà nó lấy con của con bệnh thì con không có muốn. Thì con mới nói với nó rằng thì suy nghĩ rất là kỹ đi. Nhưng mà nó khóc, nó bảo con rất định lấy thì vào cha. Thì trước mặt Chúa con không nói sai. Rồi với cha Đăng, con và cha Đăng là cha quản nhiệm của con, thì hai đứa nó ngồi đó thì nó trả lời rằng nó nhất định nó lấy. Nhưng mà sau đó khoảng 15 phút thì cha sẽ đưa cái con gái đi chỗ khác. Và cha hỏi thì có nghĩa là nếu như mà không lấy thằng này có bị đe dọa gì không, hay là bị ép buộc con, thì con bảo đừng vì một đứa con chữa hoang mà phải dấn thân vào một cái thằng chồng bệnh. Trước mặt Thiên Chúa con không có ép, mà con cũng không có bắt buộc phải lấy. Cho nên là con nghĩ rằng các bà cũng vậy, làm mẹ ai cũng là nội và ai cũng là ngoại. Mình sẽ dung hòa cho con. Con bảo là nếu mà lấy nhau thì phải cùng một chí hướng, và một chí hướng đó thì gia đình nó sẽ hạnh phúc. Cảm ơn Chúa, bây giờ cháu nó được hai đứa con, và nó được và nó được cha nó được ngừa thai là vì chồng nó bệnh, chỉ được quyền đẻ hai đứa con, một gái và một trai. Bác sĩ nhà thương chứng nhận và cha cũng cho phép là cháu ngừng đẻ. Trong cái thời gian ngừng đẻ đó thì con nghĩ rằng Chúa cũng là một chuyện sắp xếp. Thằng con của con nó chẳng may phải vào tù cho tới bây giờ là 31 tháng. Thì với sự bảo trợ của con đó, thì con nói thật với cha rằng mọi sự dâng cho Chúa và cầu nguyện Chúa sẽ làm việc cho. Cảm ơn chị. Đây là mấu chuyện của bà Ruth. Bà Ruth có câu chuyện cũng giống như chị, chịu chân chuyên với tất cả cuộc đời và Chúa làm việc. Chị thấy không? Baruch Ata Adonai, chúc tụng Chúa vì Chúa đã chúc phúc và con đã nhận được quyền năng của Chúa trong những trái oan của cuộc đời. Cảm ơn chị cái điều đó, tôi không cần phải khuyên thêm nữa. Anh chị em hiểu rồi nhé. Rồi, thì nói tóm lại cái của chị là gì anh chị em? Đấy, ngừa thai, đấy, rồi đi phá thai. Khi mà nghe cái chữ đó chúng ta rủn ra nhé.
Thế còn cái việc mà anh ấy bệnh tật như thế này, thế khác, xin nói lại, lương tâm nó không phải là một công gì, công thức. Cho nên đừng có áp dụng mà tùm lum không có được nhá. Mỗi một người có một trường hợp khác gì, khác nhau. Cho nên anh chị em có những trường hợp tế nhị phải gặp các cha để giúp cho mình trong cái hiểu biết, đi trong cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhá. Rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. Cho chị một tràng pháo tay nữa anh chị em. Xin anh. Thưa cha. À bên này à. Giê-xu hôm nay hội thảo hăng say quá. Thôi bây giờ đã mời bên đây thì phải mời chứ, giờ rút lại nữa. Rút lại co lại thì làm sao. Để cho anh ấy xong rồi tôi mời anh nhé. Dạ thưa cha. Giáo xứ hàng xóm của con á, thì có một gia đình là nói xa xa thôi. Dạ, nói xa xa không dám nói gần. Nó xa nhưng mà nó thật. Dạ. Là giáo xứ hàng xóm của con có một gia đình là giữa giới trẻ, giữa con cái và cha mẹ có một cái lối cầu nguyện khác nhau. Vâng. Thuở bé thì các cháu cầu nguyện với cha mẹ đọc kinh hết chuỗi này sang chuỗi kia, no problem. Đến khi mà tụi nó lên trung học thì cái lối cầu nguyện nó lại khác. Nó không muốn đọc kinh vô chung với cha mẹ. Nó bảo là giống như cái công thức, tối ngày cứ nhấp đi nhấp lại có nhiều chán chết. Nó cầu nguyện cũng như bà cổ tổ của ông Chúa Giê-xu. Lấy hết lòng cầu nguyện. Như thế thì giữa con cái và cha mẹ có hai lối cầu nguyện khác nhau, đâm ra bực bội từ trong gia đình. Với lại khi kiệu, nó bảo tại sao không kiệu ông Chúa Giê-xu vì cứ kiệu nó mẹ hoài. Hôm nào làm mấy kiệu cho nó lên ngồi. Nó đó, thích quá nó lại xin kiệu tiếp. Thành thử ra giữa hai cái thế hệ hoàn toàn chống chọi với nhau, thì xin cha cho một cái ý kiến. Vâng. Yeah. Cho anh một tràng pháo tay anh chị em. Ok rồi, xin nói thế này nhá. Phải dung hòa cả hai và phải học được cái phong phú cả hai. Anh chị em đừng có nói là ngày hôm nay các cha giờ trẻ thì không có lạc hậu, thành thử không có biết cầu nguyện, không biết lần hạt, không có biết ngắm sự vui, sự mừng, sự thương gì cả. Bây giờ mà bảo các cha ngắm năm sự mừng với năm sự vui, có cha sẽ ngắm được, có cha không ngắm được ạ? Thế thì bây giờ cầu nguyện bằng lòng được không? Dĩ nhiên đứa, cầu nguyện là nói chút lòng của mình ra. Và nếu một công thức, một lời kinh để giúp cho chúng ta chút lòng mình ra được thì là một điều rất gì? Rất tốt. Người ta bảo giữ đạo thì cứ giữ đạo tại tâm. Để cái này mình nào mình nói với lại con cái mình như thế này này, mà cứ suốt ngày đi lễ, suốt ngày đọc kinh, không có cầu nguyện theo cái cách của người khác. Con ở nhà con không cần phải đi lễ, giữ đạo tại tâm được rồi. Cầu nguyện gặp Chúa ở nhà, Chúa ở khắp mọi nơi, được không? Được chứ đâu có sao đâu. Thế nhưng mà nó có con cái như thế này, chưa gì mà đã nô rồi. Giữ đạo tại tâm, hôm nào mình dạy nó mà ok không sao con, no problem. Không cần đọc kinh, giữ đạo tại tâm, không cần diễn đạt. Hôm nào mày yêu con nhỏ nào ấy, mày cũng yêu tại tâm thôi nhá. Đừng có mua hoa, mua cạc cho nó, bởi vì tại tâm tốt hơn. Xem nó nói làm sao. Và hãy dạy làm gương bằng gì? Hành động. Đứng áp đặt kẻ khác mà làm gương bằng hành gì? Hành động. Hành động làm không được. Cầu nguyện còn có cái sự rủ rê nữa. Tiếng Việt hay lắm. Rủ không được thì gì? Rê nó đi. Từ trước đến giờ không có chịu nghĩ nhiều cái phương cách. Cứ đóng vào trong một phương cách, xong rồi trách nó, chửi nó. Chửi nó lại thêm tội cho mình. Chửi nó có biết nghe đâu. Nó mình nghe chứ nó có nghe đâu. Nó có hiểu tiếng Việt đâu. Thế nên thử ra là rủ không được gì thì rê. Và làm gương bằng việc làm. Năm ngoái tôi kể cái câu chuyện này tôi nói rồi. Có một cái em đó, tôi hỏi lớn lên còn muốn giống ai? Và thực ra còn muốn giống bố còn. Mình nghe mình mừng lắm. Một đứa bé như vậy mà nó đòi giống bố, thật là một cái sự rất hãnh diện. Tôi hỏi tại sao con muốn giống bố. Và thưa cha con muốn giống bố chứ. Là bởi vì ngày Chủ nhật chỉ có mình bố con là không phải đi lễ. Phải làm việc bằng hành gì? Hành động. Tôi hứa với anh này tôi phải cho anh này đã nha. Xin mời anh. Được không? Trả lời vậy được chưa ạ? Dạ thưa cha, con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất á, là trong xã hội đất nước Việt Nam mình á, là đất nước phân chia và kinh tế không ổn định, thì có trường hợp là người ngoài Thiên Chúa giáo lấy một người Thiên Chúa giáo mà đã có gia đình, thì cái luật giáo hội chúng ta là không cho lập phép hôn nhân. Nhưng mà con không biết lý do gì không cho lập phép hôn nhân thì con chấp nhận. Nhưng mà khi cái người ngoài Thiên Chúa giáo đi xin các cha sở tại ở các chỗ xứ mình sinh sống, và thậm chí cũng không được chịu phép rửa tội hoặc phép thêm sức,
là một điều đó là con nghĩ là giáo hội của chúng ta có quá khắt khe, và các cha sở có thể nào mà du di xin được Đức Giám Mục du di cho cái người mà ngoài xưng chú giáo, lập cái người mà có xưng chú giáo đã có gia đình rồi được phép rửa tội, chịu phép sám xuất ngoài cái phép bí tích thuần nhân và bí tích đức lễ lần đầu, không được. Cái điều đó là cái thứ nhất. Nhưng mà cái điều cái thứ hai, câu hỏi thứ hai nữa là sau khi cặp gia đình đó sống được 10 năm, 15 năm, 25 năm thì có một cha ở dòng chú cứu thế như cha là chấp nhận. Tôi không phải dòng chú cứu thế. Dạ, một dòng chú cứu thế chấp nhận cho cái người ngoài xưng chú giáo được phép rửa tội, chịu phép đức lễ lần đầu, phép thâm sức, nhưng phép hôn nhân cũng không được. Nhưng mà vì cái người đó vì muốn tôn trọng cha sở tại lên hỏi ý kiến cha sở tại, mà cha sở tại kêu nếu cái luật là con cũng không được, nhưng mà nếu con muốn thì con cứ đi theo xuống với cái cha mà bằng lòng con làm, vì quá tôn trọng cha sở tại và kính mến, cho nên cái người mà ngoài thương chú giáo không muốn đi theo, không muốn chịu phép rửa tội và thâm sức của cha kia và vẫn ở lại đó, là con hỏi cha câu thứ hai là hai cha đó, cha nào xử sự đúng và cha nào xử sự sai theo luật của giáo hội. Dạ con cảm ơn cha. Ok, cảm ơn anh, cho anh một tràng pháo tay anh chị em. Trước hết trong luân lý có một cái trường hợp là giữa hai cái gọi là lựa chọn, mà cả hai lựa chọn đều đúng luân lý thì có cái có thể được chọn hơn. Mình chọn cái gì? Cái hơn. Và mình có quyền tự do trong lương tâm để lựa chọn cái gì? Cái hơn. Nhưng mà giáo hội giúp cho để thấy, bởi vậy mới gọi là tòa trong và tiếng lương tâm để giúp cho thấy đấy. Hả? Trong hai lựa chọn thường ta phải chọn cái gì? Cái tốt, không bao giờ chọn cái gì? Cái xấu. Cho nên là giữa lắm lúc có những cái hai cái nó không phải là xấu hay là tốt với xấu, mà nó là hai cái đều tốt, ta có quyền chọn cái tốt hơn. Đó là một. Tôi không nói cái nào tốt hơn nhé. Thứ hai, điểm mà chúng ta nhìn bên ngoài theo cách anh nói đó là có thể là cái người mà ở ngoài Thiên Chúa giáo đó, chúng ta gọi là anh chị em bên lương đó, có gia đình và cha sở đó không bằng lòng để mà cho người đó được lãnh nhận bí tích rửa tội để có thể hợp thức hóa và tiến tới nhận bí tích hôn phối. Là bởi vì thế này, có thể có cái trường hợp này mà mình không biết. Là bởi vì thế này, thưa anh chị em, mặc dù cho phép một người gọi là có đạo Thiên Chúa giáo và lập gia đình với người ngoài Thiên Chúa giáo, người ta gọi là hôn nhân dị giáo, nhưng mà nếu cái người mà anh chị em bên lương đó có gia đình và theo luật công bằng, nếu có con cái và người đó phải có bổn phận chu tất cho con cái đó, mà nếu người đó không làm vì sẽ lập gia đình với người công giáo mà không làm cái việc kia, hoặc không có khả năng để tiến tới, hoặc không thể gọi là làm được, thì trong đức công bằng đó, vì sự khôn ngoan đó, vị sở tại có thể nói sao? Không cho phép làm. Nhá. Thế thì trong một cái hoàn cảnh nó tế nhị nào đó mình không có biết, anh chị em không biết đâu, tại vì tôi thấy có những cái trường hợp đã đến với tôi hiểu, nó có những trường hợp tế nhị lắm, thuế má, anh chị em không biết đâu, đủ mọi giống hết á, nhìn bên ngoài vậy nhưng mà bên trong đủ mọi giống hết. Và khi không có tự do thì vị linh mục đó có quyền nói, vì con chưa có cởi hết tất cả các cái ràng buộc đó thì con đừng nên tiến tới vội. Nhưng mà có những người khác bảo, nhưng mà con có thể biết là chưa hết những ràng buộc mà con có thể đi từng bước một trong cái ràng buộc đó. Và nếu có một cha giúp cho để hiểu được cái trách nhiệm đó để làm, thì có thể tiến tới cái đó. Và để tránh, để không có làm cái sự gương mù cho kẻ khác, bởi vì kẻ khác không biết hết cái chuyện bên trong, họ tưởng đó là cái trường hợp gọi là công thức, thấy đây như một công thức, ông này được phép làm là bắt đầu bắt chiếc làm, nó trở thành một cái gương xấu, thì vị đó có thể khuyên phải đến một nơi xa là như vậy. Yeah. Cho nên anh chị em phải rất cẩn gì? Cẩn thận. Hiểu hết được mọi ý nghĩa chưa ạ? Ok. Tôi trả lời vậy được chưa anh chị em? Yeah. Rồi. Thôi. Rồi bây giờ thì đã hứa thì anh đó rồi đến anh nhé. Yeah. Rồi. Hết. Hai cái là thôi phải không ạ? Ok. Người con gái 21 tuổi. Từ từ. Dạ vâng. Dạ. Người con gái 21 tuổi. Vâng. Học ở đại học. Vâng. Và đi yêu một cậu con trai 15 tuổi. Vâng. Cha mẹ thấy rằng người con trai này ưa chơi hơn là ham học. Và nhìn cha mẹ nhìn thấy một cái tương lai đen tối cho con gái mình. Cho nên đã tìm mọi cách khuyên răn. Và thậm chí có những các cái ngăn cản. Thế thì có một tình yêu khác đến với cô này, và người này thật là đạo đức
và cha mẹ thì nhìn thấy được điều này lại cũng muốn đứa con của mình nó đi theo dễ dàng để cho vâng cái lời khuyên của cha mẹ đưa nó về con đường đạo đức tốt hơn. Vì vậy cho nên khuyên nó đi theo cái mối tình thứ hai. Thưa cha, sự can thiệp này của cha mẹ có lỗi gì trong vấn đề xúc phạm vào tình yêu của tuổi trẻ hay không? Cảm ơn bác rất nhiều. Xin cho bác một tràng pháo tay lớn đi anh chị ạ. Trong trường hợp này tôi có thể nói là không những không xúc phạm mà nên can thiệp nữa. Là bởi vì tình yêu căn bản là sự tự gì? Tự do. 15 tuổi hiểu cái gì về tự do đâu. Nó 15 tuổi làm sao nó hiểu được tất cả sự tự do. Nó có cái kinh nghiệm gì đâu mà nó biết. Cái tự do nó có hay không là cái tự do làm cái ấy thôi. Chỉ có mỗi cái tự do là nó hiểu đây. Là tự do là tiến tới ăn ở với nhau cho nhau kỷ niệm thôi. Cái đấy để nó biết cái tự do đó tốt lắm, nó biết làm kỹ lắm. Còn những cái tự do khác nó không biết bởi vì nó chưa đủ tuổi đi vào kinh nghiệm của cuộc gì, cuộc đời. Thế thì cha mẹ cần phải can gì, can thiệp. Điều đó rõ ràng, không có gì gọi là lỗi cả nhé. Vâng. Cảm ơn chàng. Vâng. Xin anh. Và anh xong rồi thì một chị ở đây nữa là phải ngưng thôi, chứ không thôi thì không đủ giờ, chúng ta quá giờ rồi. Nói với lại còn cha. Tôi sẽ gặp bác sau. Thưa cha. Dạ thưa cha. Nãy giờ cha... Anh nói to tôi không nghe thấy đâu. Anh để sát miệng. Thưa cha, nãy giờ cha kể là chuyện của cụ ước. Nhưng tụi con với trẻ nên coi cụ ước hay là coi tăng ước cha? Ok, coi cả hai. Nếu vậy ta cụ ước cha kể hồi xưa tổ tiên của mình là có thể có 2-3 người vợ được. Còn tụi trẻ bây giờ nếu mà lật cái sách này ra đọc rồi sẽ nghĩ như thế nào cha? Vâng, ok rồi. Nó có giá trả cả. Luân lý và sự hiểu biết của Thiên Chúa thì được mặc khải theo từng thời đại. Và mỗi một thời đại có một văn minh. Và Thiên Chúa tôn trọng tự do, cho nên Thiên Chúa huấn dạy con người đi trong tự do và văn minh đó. Và Thiên Chúa cũng phải kiên gì? Kiên nhẫn. Chính vì vậy mà cụ ước chúng ta thấy có những giai đoạn mà các cụ tổ có 2 vợ. Thật sự ra còn nhiều chứ, ông vua Salomon tới 900 bà vợ cơ. Thế thì bây giờ tôi xin nói anh như thế này. Thôi, một vợ đủ rồi. Bây giờ mà muốn đèo bồng 2 vợ, thuế đâu mà trả. Được chưa? Ok, thế thì tôi nói lại này, xin đừng nhìn trắng và gì và đen. Bởi vì cụ ước và tân ước là một câu chuyện lịch sử trong cuộc gì, cuộc đời. Hãy nhìn cuộc đời của mình trong cái cuốn sách đó nhé. Gặp cha sau nhá. Ok, cho anh một tràng pháo tay chị em. Trời ơi. Rồi, xin anh chị em kiên nhẫn một chút. Bởi vì sau cái này chúng ta cầu nguyện mới về. Đừng có bất lịch sự nhé. Chúa tôi chưa gặp xong Chúa đã vác đít về. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi à. Ok, rất lẹ. Dạ, con xin hỏi lẹ tại vì cha cũng mệt rồi. Dạ vâng. Cha nói là Chúa tha tội hết mọi tội lỗi. Vậy con xin hỏi trong cái hôn nhân mà cha nói, nếu mà giáo hội có thể phá gỡ cái bí tích hôn nhân thì trong bao lâu có thể giải cho một cái cặp vợ chồng mà giáo hội suy xét rõ ràng rồi mà thấy được nên gỡ cái bí tích đó cho vợ chồng. Tôi xin nhắc lại, giáo hội có gỡ không? Giáo hội tuyên bố cái hôn nhân đấy không có, không có đâu mà thành, có vậy thôi. Và để hiểu và biết cái chút nào mà không có mà thành cần phải có thời gì? Thời gian. Và mỗi một người là một hoàn cảnh khác nhau và một trạng huống khác nhau, cho nên thời gian khác nhau, không thể công thức hóa nó được. Hỏi tôi làm sao tôi biết được à. Nhưng mà thời gian thì nó có thì nó phải gì? Phải ngừng. Nó có điểm đầu thì nó phải có điểm cuối. Cho nên là nếu thật sự cái tiến trình nó có thì nó sẽ gì? Sẽ thành. Nó sẽ có cái kết quả. Được chưa? Anh chị em thân mến, chúng ta một lần nữa cảm ơn. Không, ngồi xuống, ngồi xuống. Đừng lo à, tôi không bắt anh chị em đứng à. Một lần nữa tôi cảm ơn anh chị em đã kiên nhẫn và ở lại đây ngày hôm nay. Chúng ta ngồi trong đây đông quá, chắc là ngạt hơi đấy. Máy lạnh chạy không kịp. Thế thì chúng ta cảm ơn nhau vì đã ở với nhau hơn 1 giờ đồng hồ và kiên nhẫn với nhau. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa cho chúng ta được cái sự kiên nhẫn tình người đấy. Chúng ta cho nhau một tràng pháo tay thật lớn đấy.